Kính chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube channel. Kính thưa quý vị, tôi đã nhận được nhiều câu hỏi về một cú sốc, đó là Coman, ngôi sao của Bayern Munich, đã lên bàn mổ vì bệnh tim như thế nào. Sau đây tôi xin giới thiệu cách phòng chữa bệnh tim theo Đông y. Trước hết, chúng ta đều biết tin là Bayern Munich vừa đón nhận thiệt hại lớn trong đội hình vì sức khỏe của một ngôi sao. Mùa giải năm nay, tần suất thi đấu của Kingsley Coman vô cùng hạn chế. Anh ấy mới chỉ ra sân tổng cộng 95 phút trên mọi đấu trường. Ở trận đấu gần nhất gặp Barca tại Champions League, ngôi sao người Pháp đã xuất hiện trên sân vỏn vẹn có 8 phút. Trong thời gian tới, Coman sẽ càng ít được ra sân hơn do tình hình sức khỏe của mình. Cụ thể, Bayern Munich chính thức thông báo Coman vừa trải qua phẫu thuật tim nhỏ. Vấn đề này khiến cựu cầu thủ Juventus nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần vì phải bước vào quá trình chăm sóc y tế do chứng rối loạn nhịp tim. Hay nói cách khác là nhịp tim của Coman đập bất thường. Chia sẻ về sự việc này, Julian Nagelsmann đã phát biểu như sau. Coman vừa trải qua cơn phẫu thuật tim. Nhịp tim của cậu ấy có chút xáo trộn và cậu ấy có lúc bị hụt hơi. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn theo dõi điện tâm đồ và tiến hành việc phẫu thuật. Cậu ấy sẽ tập luyện những bài về tim mạch vào thứ ba và sẽ không thi đấu trong hơn 1 tuần rưỡi đến 2 tuần. Được biết, vấn đề của Coman xảy ra khi các tín hiệu đến tim để điều phối nhịp tim hoạt động không bình thường. Một số người cảm thấy nhịp tim không đều, có thể nhận ra tim đập nhanh hoặc liên tục. Michael Carrick, một ngôi sao đấy, vào năm 2017 cũng từng gặp tình trạng tương tự, nên anh ấy cũng phải lên bàn mổ. Còn sau đây tôi giới thiệu thực phẩm giúp điều hòa nhịp tim. Thỉnh thoảng, nhịp tim sẽ tăng tốc trước một cơn đau tim. Bên cạnh đó, tình trạng căng thẳng và huyết áp cao cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nhịp tim. Vì vậy, cơ thể cần một số loại thực phẩm giúp bình thường hóa nhịp tim. Loại thực phẩm thứ nhất là sữa, nhưng không phải sữa bình thường, mà là sữa non. Là loại thực phẩm giàu calcium. Đây, loại thực phẩm sữa non đây, mà tôi đã giới thiệu rất nhiều người là nên dùng. Chứ còn loại sữa bình thường thì chúng ta kiếm rất là dễ, nhưng mà chủ yếu thành phần của nó là các chất béo, các protein để cơ thể phát triển về cân nặng
về cơ bắp, nhưng sữa non là loại thực phẩm giàu protein. Nó không thể nằm ngoài chế độ ăn uống của những ai bị nhịp tim, bị bệnh nhịp tim. Như comment, tình trạng thiếu hụt canxi là một trong những nguyên nhân chính khiến nhịp tim gia tăng. Nếu muốn điều hòa nhịp tim một cách tự nhiên, bạn cần phải hấp thu những loại thực phẩm sau đây. Trong đó thứ nhất, quan trọng nhất là sữa non, alpha lipid. Đấy. Và nước uống giàu canxi. Thực phẩm thứ hai, loại thực phẩm thứ hai đấy, là sữa chua. Có thể bình thường hóa nhịp tim do sữa chua chứa nhiều vitamin B12. Những loại thực phẩm giàu vitamin B12 có thể giúp phát triển tế bào thần kinh, qua đó củng cố hệ thần kinh để xử lý tình trạng căng thẳng. Loại thực phẩm thứ ba là chuối, có hàm lượng kali cao. Kali là một chất điện phân quan trọng đối với sự liên lạc giữa não và tim. Vì vậy, chuối là loại thực phẩm hữu dụng trong việc điều hòa nhịp tim. Tiếp theo là bơ, quả bơ đấy. Loại quả này cũng là một nguồn cung cấp kali dồi dào mà bạn không thể bỏ qua nếu quan tâm đến việc duy trì sức khỏe tim. Tiếp theo là tỏi, là loại thực phẩm thân thiện với tim. Chất allicin có trong tỏi giúp ngăn ngừa tổn thương do các gốc tự do gây ra trong gan và loại trừ cholesterol xấu. Các loại hạt dùng thực phẩm là các loại hạt đậu, đỗ và lạc, là chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, sẽ giúp bảo vệ tim thoát khỏi những cơn đau bất thình lình và duy trì trạng thái mạnh khỏe. Đậu hũ hay còn gọi đậu phụ đấy, chứa nhiều calcium và rất hữu dụng trong việc giữ ổn định nhịp tim. Loại thực phẩm này cũng tốt cho sức khỏe toàn diện do nó không chứa cholesterol. Cá, một số loại cá như cá ngừ, cá hồi, cá thu, cá mòi chứa nhiều axit béo omega 3, có tác dụng tốt đối với tim do nó chứa nhiều cholesterol tốt. Bột yến mạch, loại thực phẩm này có thể giúp loại trừ cholesterol xấu khỏi các động mạch. Bột yến mạch cũng là nguồn axit béo omega 3 dồi dào. Nho khô chứa nhiều kali và ít natri. Chúng được chứng minh có lợi cho việc chữa chứng tim đập nhanh một cách tự nhiên. Cải bó xôi, những loại rau nhiều lá như cải bó xôi chứa nhiều magie hay là magnesium nữa. Mức magnesium thấp trong cơ thể là một trong những nguyên nhân gây tim đập nhanh và các chứng bệnh liên quan đến tim khác. Bí ngô, đây là một loại thực phẩm giàu magnesium, có tác dụng duy trì nhịp tim ở mức ổn định. Hạnh nhân, chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin, giúp ngăn ngừa các chứng bệnh về tim, làm giảm mức cholesterol xấu và kiểm soát sự thèm ăn. Cà chua, ngoài tác dụng điều hòa nhịp tim, cà chua còn giúp giảm chứng ợ nóng, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.
Còn vị thuốc đông y, phương thuốc đông y, đó là bài thuốc tứ vật thang, nguồn là hòa tễ cục phương ấy, gồm đương quy, vị ngọt tính ấm, sinh huyết, trục ứ, sinh tân, chữa hư tổn. Thục địa, vị ngọt tính ấm, bổ thận, bổ huyết, ích tinh tủy. Bạch thược, vị chua tính hàn, vừa bổ vừa liễm. Xuyên khung, tính ấm, thăng lên đầu, khai thác, khai cái ứ tắc. Công dụng của cái bài tứ vật thang này là bổ huyết, hoạt huyết, điều kinh, kinh không đều, các chứng huyết hư, thiếu máu, chóng mặt, xây sẩm, huyết ứ trệ, người gầy ốm, suy nhược, mệt mỏi, kém ăn, ăn không biết ngon. Áp huyết thấp, đau nhức do thiếu huyết tuần hoàn. Mỗi ngày sắc uống một thang. Nếu không chịu kiên nhẫn chữa trị và tập luyện khí công, chỉ lo nghĩ vẩn vơ không cần thiết, thì sau này lớn tuổi áp huyết vẫn thấp, dễ bị bệnh ung thư. Nhịp tim cao, áp huyết thấp, khí tâm thận bất giao, có nghĩa là áp huyết thấp, thận khí không thông lên tai, làm chóng mặt, tai ù lùng bùng, do đó cần bổ máu, làm nhịp tim hạ thấp. Tập khí công, thông khí toàn thân, để cho khí thông lên tai, lúc đó tai sẽ hết lùng bùng. Điều quan trọng muốn tăng áp huyết, giảm nhịp tim thì cần phải tăng tinh, khí, thần đồng bộ. Có nghĩa là cần phải ăn nhiều những thức ăn bổ máu, làm tăng áp huyết và tăng thêm khí oxy để bảo quản huyết, giữ áp huyết ổn định để không làm tụt áp huyết. Nên cần phải tăng thời gian tập khí công nhiều hơn. Cụ thể về tinh thì chúng ta sắc uống thuốc thang, tứ vật thang đấy, mỗi ngày. Nếu không muốn dùng thuốc sắc thì có thể dùng thuốc viên bổ máu tăng áp huyết của đông y. Ở Mỹ hàng thờ có bán, tức là viên thuốc lọc nhung Velvet Antler. Đó là loại food supplement. Mỗi ngày dùng một viên vào buổi sáng. Còn những thức ăn bổ máu thì nên thay đổi mỗi ngày theo hướng dẫn ở phần trên đấy. Còn nếu muốn dùng thuốc tây thì uống thuốc ống bổ máu B12 hoặc là ActiB12. Trường hợp bệnh nặng thì nên dùng cả hai thứ đông tây y kết hợp, cả tứ vật thang hoặc thuốc lọc nhung mỗi buổi sáng đấy, với thuốc B12 uống buổi tối. Nhưng hai loại thuốc trên dùng để chữa ngọn nhiều hơn là chữa gốc. Vì khi bỏ thuốc thì cơ thể lại suy yếu, huyết áp lại thấp, nhịp tim lại cao. Chữa gốc là điều chỉnh chức năng khí hóa của cơ thể, làm tăng tính hấp thụ và chuyển hóa thức ăn biến thành thuốc bổ máu, bổ khí, tăng khí huyết và thể lực từ thức ăn, thức uống. Có thể dùng thang thuốc là bổ trung ích khí thang. Đây là loại thuốc cổ phương, mà nguồn gốc là của Trung Quốc, từ Trung Hoa, từ thời cổ đại đấy. Bổ trung ích khí thang. Đấy, tiếng Trung là Bú Chong Xí Chia Ti Dông Xin. Trị cơ thể suy nhược, kém ăn, mệt mỏi, khí hư huyết trắng, sa tử cung, sưng tuyến tiền liệt do thiếu khí, rồi bị bệnh trĩ, bị tỳ vị suy yếu hư hàn. Và thức ăn thì
thì không thành bổ dưỡng, bổ chất cho chúng ta mà lại thành ra là đàm. Thì bài thuốc này gồm có nhân sâm, bạch chuột, hoàng kỳ, đương quy, trần bì, đại táo, sai hồ, cam thảo, căn khương và thăng ma, uống trước mỗi bữa ăn 30 phút. Đấy là về tinh, đó, ăn uống. Về khí thì phải tập toàn bài thể dục khí công mà tôi đã giới thiệu của thầy Đỗ Đức Ngọc đấy. Mỗi ngày tập từ 1 đến 2 lần. Rồi tập bài cúi ngửa 4 nhịp 20 lần. Đứng hát kéo gối 200 lần. Sau khi ăn 30 phút, giúp bao tử co bóp lại thức ăn, tăng tính hấp thụ, chuyển hóa thức ăn, thì tập bài kéo ép gối thở ra làm mềm bụng 200 lần. Tập bài này trước, rồi tập bài nạp khí trung tiêu 5 lần. Cuốn lưỡi, ngập miệng, giữ khí, chỉ thở bằng mũi tự nhiên trong khi tập và sau khi tập xong. Còn về thần thì tối trước khi đi ngủ 30 phút, nằm tập thở thiền ở đa niên thần sẽ giúp cho tăng áp huyết, tăng tính hấp thụ và chuyển hóa. Thì đấy là bài, thì đây là bài mà, và cách phòng ngừa và chữa bệnh tim, nhịp tim cao của Kingsley Coman. Hôm sau tôi sẽ giới thiệu bài thứ hai, là căn bệnh thứ hai của Coman, Kingsley Coman. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.